quái vật vũ trụ. Búp bê, ngươi tính làm gì? Ta sẽ thả ngươi nếu như ngươi giúp ta tiêu diệt gia đình tẩm cảm. Ta đồng ý. Lâu lắm rồi ta mới có cảm giác thoải mái như thế này. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta phải làm mọi cách để tiêu diệt chúng. Bởi vì gia đình tẩm cảm đang giữ các bảo bối tối tân nhất của Học viện Queen Galaxy. Được, ta sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Hợp tác vui vẻ nha. Thúy Kiều là chị Thúy Vân, ăn no tắm mát ra sân chơi đùa. Mình không tìm đến cái ăn mà cái ăn nó tự tìm đến mình. Thưởng thức thôi. Tao gì cay thế? Tao bị cá bôi ớt vào, ăn cay phè mồm ra là đúng rồi. Cay quá. Ông Quang à, cay lắm không? Cay sức mồm quá. Quang làm hộp sữa cô đi uống cho mát đây. Sữa trái cây cô này ngon thật đấy. Cay quá. Quang ơi, ngon không Quang? Ngon, nhưng mà tao cay quá, cho tao thêm hộp. Dạ đây Quang ơi, Quang cứ uống đi, em còn nhiều lắm. Ôi đã quá. Công nhận sữa trái cây cua này ngon thật đấy. Mà ta hết cây rồi, cảm ơn nha. Ta đi đây. Này Quang, có ai ăn không có ai cái gì bao giờ? Cái gì nữa? Chả là em đang bán sữa cua, đơn vị giá là lượng vàng. Em chỉ lấy 3 thỏi vàng trên một hộp thôi, mà Quang uống tận 2 hộp, vị chi là 6 thỏi à? Cái gì? 3 thỏi một hộp á? Đi ăn cướp à? Ta không có tiền nha. Đắt đâu mà đắt. Thúy mà không đắt à? Giá đấy là đẹp rồi. Mà giới thiệu với Quang luôn nhé, em là Mộng Thị Cám, em gái yêu dấu của Hoàng thượng đấy. Mà ai là lương hương lừa lọc ăn không chịu trả tiền ấy, là đi tù như chơi. Hả? Mộng Thị Cám, em gái của Hoàng thượng? Không ổn rồi, mình động vào tổ kiến lửa rồi. Trẻ thôi mà, vừa nãy ta nói trêu thôi. Trêu như thế thì dễ mất lòng á. Đây, ta trả cho nhà ngươi đủ 6 thỏi, không thừa không thiếu. Cực bạc, em xin à. Cầm rồi thì ta đi đây. Bực cả mình. Bye bye Quang, lần sau con muốn uống nhớ ghé lại em. May mắn quá, mình nhận được thẻ chiến binh rồi nè. Phải đi đổi bảo bối mới của cô thôi. Dạ. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải ta. Ồ, đừng lại chơi đi nhẹ. Đừng lại gần ta. Dạ, mau theo ta về căn cứ, ta có chuyện muốn nhờ ngươi đấy. Em hậu đậu có biết làm gì đâu. Mau đi thôi. Chắc không có nhà đâu nha. Wow, sao nhà thằng Hoàng nhiều sữa trái cây cuốn thế này, cùng cả siêu bảo bối mới của Học viện Queen Galaxy nữa chứ. Mình phải đem về nhà cho con cám nó chơi mới được. Mẹ, mẹ làm cái gì ở nhà con vậy? Mẹ làm gì? Kể mẹ. Kể mẹ. Mà sao nhà con nhiều bảo bối, nhiều sữa cua thế này mà không biết san sẻ cho mẹ hả? Chỗ bảo bối này con cũng vừa đi đổ thôi, chưa kịp mang sang cho mẹ mà mẹ đã nhanh hơn con một bước rồi. Hiểu nhầm thôi. Mà các bảo bối của Queen này có tính năng gì đấy? Mới quá mới chưa cập nhật. Đầu tiên đó chính là chiến binh Queen số học. Từng số lẻ này khi tách ra có thể biến thành những phương tiện chiến đấu có năng lực riêng biệt đó mẹ. Và khi mẹ thu thập đủ các con số từ 1 đến 5 thì sẽ ghép thành một robot Queen số học có sức mạnh chiến đấu siêu phàm. Được. Còn bảo bối này thì sao? Đây là tai nghe Queen đa chiều. Và bảo bối này có tính năng như sau: là thiết bị liên lạc có khả năng dùng sóng âm định vị không gian như loài dơi và tái tạo không gian hay bất kỳ mô hình nào. Tuyệt vậy sao?
Đặc biệt là tăng độ nhạy bén của âm thanh, nghe được ở khoảng cách rất là xa mẹ ạ. Ui, nghe rõ thật đấy. Ui, đây có phải là ba lô quân siêu phàm không? Chuẩn luôn mẹ ơi. Với thiết kế hình 3D nhân vật độc đáo, đeo ba lô có hình nhân vật nào thì có thể tận dụng sức mạnh của nhân vật đó. Và đặc biệt, ba lô sẽ biến hóa năng lực theo nhân vật trên ba lô. Ví dụ như ba ba bự có sức mạnh cơ bắp. Các bạn xem tới đây. Hey, hey, chiu. Ây giời, thằng Hoàng kia. Ôi trời, mẹ. Ôi, mẹ ơi, con không cố ý đâu mẹ. Con không cố ý. Gì đây? À, đau. Ui, quên mất. Con xin lỗi mẹ. Là do năng lực của ba ba bự trong ba lô mạnh quá đó mẹ ạ. Đúng là sức mạnh siêu phàm. Khỏe thật đi. Ờ, mà hết bảo bối rồi à? Chưa đâu mẹ. Còn một bảo bối nữa. Đó chính là robot cool toàn năng. Đâu? Robot đâu? Bảo bối mới quá, con chưa kịp đi đổi mẹ. Nhưng mà khoan, khi mẹ may mắn nhận được một thẻ đặc biệt này thì sẽ đổi được một robot cool toàn năng đấy mẹ. Thế tính năng của nó là gì? Đối với robot cool toàn năng là một người bạn đồng hành, có thể phiên dịch ngôn ngữ hành tinh, vô cùng là thông minh, có nhiều thiết bị hữu ích ẩn ở bên trong, có thể bay và có thể bắn ra tia laser. Bảo bối cool xịn như vậy, tội gì mà không lấy hết. Mẹ suy nghĩ gì đấy? Có suy nghĩ gì đâu. Không ấy, mẹ mang về luôn nhé. Ôi, từ từ đã. Từ từ đã mẹ. Dù sao mẹ cũng cho mẹ còn gì. Nhưng mà để con sắp xếp lại rồi mẹ lấy sau nhé. Gì thế mẹ? Có tin nhắn tới. Mẹ ơi, xin chào gia đình Tấn Cám. Nếu muốn cứu cô ta về thì hoàng thượng ngươi hãy một mình tới đây. Và đừng quên mang bảo bối của cô đến nữa nha. Mẹ, đây, đây chẳng phải em Cám à? Là nó đây, sao lại bị bắt thế này? Nếu các ngươi không đến theo thời gian quy định thì Cám sẽ bị... Cám, này, từ từ. Mấy rồi? Mẹ phải đi cứu nó. Từ từ đó mẹ, mẹ đừng có hấp tấp như vậy. Chúng ta phải lên kế hoạch rõ ràng, không là chỉ đi nộp mạng thôi đấy. Còn có cách rồi, mẹ ngồi đi. Mẹ xem nè. Mẹ đã nắm rõ chưa? Đã rõ. Trước khi đi, chúng ta hãy bổ sung thêm sức mạnh mới có thể cứu được em Cám. Sữa trái cây cun, hương nho. Đúng rồi. Wow. Ngon thật sự. Mẹ sẽ đeo ba lô ba ba bự. Con sẽ đeo ba lô chớp chớp. Chúng ta đi thôi mẹ. Lính đỏ, ta đến đây để chuộc người. Mau thả em Cám của ta ra. Hoàng thượng, ngươi đến cũng đúng giờ đấy. Anh đã cứu em, chúng sắp thịt sống em rồi à. Nếu mà các ngươi muốn có được bảo bối của Queen ấy thì phải đuổi theo được ta đã. Ba lô Queen siêu phàm. Hai lính đỏ, mau kết chừng của ta. Yes, quái vật vũ trụ, đi thôi. Đi. Yeah. Cám, mẹ tới cứu con đi. Thả tên. Trật tự đi. Đau quá. Này, ngươi trọng nó để ta đi vệ sinh. Ok. Nhanh lên nha. Đứng im. Cái gì thế nhỉ? Đây chẳng phải là mô hình máy bay được lắp ráp từ chiến binh quân số học hay sao? Mà ai để đây thế nhỉ? Là ta để đấy. Ba lô quân siêu phàm. Yeah. Mẹ ghé. Tiếng gì vậy? Hả? Mẹ ghé. Gà lắm. Cám ơi, sau đây mẹ đánh nhau siêu thế nhỉ? Ý, mẹ ơi. Cám, đi mẹ. Mong về nhà thôi. Đi. Thoát khỏi bọn ta mà dễ sao? Lại quá được. Hoàng thượng, ngươi chạy đằng trời, mau giao hết bảo bối ra cho ta. Các ngươi có giỏi thì đến đây mà lấy. Đừng có ngông cuồng, quái vật vũ trụ, mau lên bắt hắn cho ta. Được, cứ để ta. Hãy xem sức mạnh của tài nghệ của đa chiều đây. Đau quá, trời tài quá. Hoàng thượng, ngươi.
Xem nữa đi. Người tự biết hết sức mạnh của quái vật vũ trụ ta đâu. Không ổn rồi, sức mạnh của mình đã bị hắn làm vô tác dụng. Ôi ơi, nhà đây, ơi, muốn chạy đi đâu? Thả ta ra. Mau đưa hắn về thôi. Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ vẫn ổn chứ? Con không muốn mồ côi sớm đâu. Trước khi mẹ đi, mẹ nhớ trật tự. Mẹ một khổ ngân hàng. Mạng mẹ dày lắm, tèo làm sao được? Thương xước xác ngoài da thôi. Thôi, đi về. Thế còn anh Hoàng đâu mẹ? Thì thằng Hoàng nó ở đây này. Mẹ, em Cảm, hai người mau chạy đi. Mẹ ghẻ, bà cũng dám tới đây sao? Quái vật. Mẹ. Giờ ta đã có 4 bảo bối tối tân nhất của học viện Queen Galaxy. Các ngươi phải nghe lời ta. Có chắc là như vậy không? Bà nói vậy là ý gì? Thẻ đặc biệt của ta đâu rồi? Thấy chưa? Bất ngờ không? Đúng bất rồi. Sao lại có hai hoàng thượng thế này? Bảo bối, các bảo bối vương của ta đâu? Sao lại? Tất cả là kế hoạch của gia đình Tấm Cám đấy. Mà ban nãy chỉ là hình 3D do chúng ta tạo ra thôi. Hiểu chưa? Khốn kiếp, ta sẽ không để các ngươi được yên đâu. Quái vật vũ trụ. Được. Các con cẩn thận. Ba luôn buồn siêu phàm. Sức mạnh ba ba bự. Ôi, sức mạnh ghê gớm quá. Có cái thẻ mới nhận được lúc sáng. Anh ơi. Cái gì vậy? Anh ơi, đây là thẻ chiến binh. Sáng nay em mới nhận được. Anh mau sử dụng đi, hỗ trợ mẹ ghẻ kia kìa. Được thôi, có thẻ này trong tay, anh không sợ ai hết. Queen Galaxy. Yeah. Wow. Mày đứa làm gì đi, cứu mẹ. Mẹ đấy con. Yeah. Yeah. Cái gì vậy? Sức mạnh của bà luôn quân siêu phàm à? Quá. Thả bọn ta ra. Cháu chỉ huy, các chiến binh quân siêu phàm đã bắt được quái vật vũ trụ. Cần người đưa về gấp. Đừng mà. Tạm biệt. Ui, bảo bối quân thật là siêu phàm nha. Kẻ ác đã bị trừng trị. Chúng ta mau về thôi. Đi về thôi. Lần sau đừng có đi linh tinh nữa đấy. Không ai cứu nữa đâu. Các bạn nhỏ ơi, chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay săn bảo bối thần kỳ, khám phá Queen Galaxy bằng cách săn thẻ quà Queen trong mỗi lốc sữa Queen trái cây nha. Chỉ cần các bạn sưu tầm đủ 12 thẻ quà Queen thì sẽ đổi được một chiến binh Queen số hồng. Khi các bạn sưu tầm được 24 thẻ quà Queen thì sẽ đổi được một tai nghe Queen đa chiều. Và khi các bạn sưu tầm được 36 thẻ quà Queen thì sẽ đổi được một ba lô Queen siêu phàm. Ba lô Queen siêu phàm có hình 3D, nhân vật in nổi cực kỳ bắt mắt. Mặt lưng còn được thiết kế chống cù, chống đầu lưng nữa đấy. Nếu các bạn may mắn nhận được một thẻ đặc biệt thì sẽ đổi được một robot Queen toàn năng. Và khi các bạn sưu tầm được tấm thẻ chiến binh thì các bạn sẽ nhận được trọn bộ bảo bối của Queen, bao gồm chiến binh Queen số học, tai nghe Queen đa chiều và ba lô Queen siêu phàm. Thời gian khuyến mãi chương trình bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 2024. Các bạn nhanh tay lên nào. Giờ thì săn bảo bối thần kỳ, khám phá Queen.